Ra đây trận chung kết hội khỏe động môn bóng chuyền nam của Thoại Sơn, phòng dục huyện Thoại Sơn năm 23 và năm 24 ở ván thứ ba giữa Định Thành và trung học cơ sở Định Mỹ. Thì trong trận đấu này thầy tiệm vàng Nhơn, ông Trương Cảnh Nhơn tài trợ đội nhất thưởng nóng 1 triệu, đội về nhì thưởng 500.000. Khán giả của Định Mỹ rất là đông và khán giả của trung học cơ sở Định Thành cũng rất là đông. Hai đội cổ động viên rất là nhiệt tình giữa hai trận đấu. Thank you.
cũng làm bóng không tốt, điểm 5-6. Hai bên đổi sang, cổ động viên nhiệt tình.
Chắc 13 điều quá. Ngoài à trời. Lão ơi!